Từ tin nhắn tố giác tội phạm, công an tỉnh này đã vừa bắt 7 đối tượng hé lộ một đường dây đánh bạc với số tiền khủng thưa quý vị, trên 50 tỷ đồng do một nữ quái điều hành. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này và nếu kiểm tra hết các tài khoản thì số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây này có thể lên đến con số hàng trăm tỷ đồng thưa quý vị. Ngày 6 tháng 6, công an tỉnh An Giang tiếp tục mời nhiều người liên quan đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng để thẩm vấn. Đến nay cơ quan chức năng xác định Người cầm đầu là bà Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Qua kiểm tra sau kê một tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số khoảng 50 tỷ đồng. Có trên 70 người liên quan đến đường dây đánh bạc này. Cơ quan chức năng phong tỏa 70 tài khoản ngân hàng. Dự kiến sau khi kiểm đếm, tra soát, số tiền giao dịch của đường dây số đề này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này, như khoảng 100 điện thoại di động các loại, rất nhiều phơi ghi lô đề tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong quá trình lực lượng công an tiến hành khám xét các địa điểm, đã có tám đối tượng liên quan đã xin đầu thú. Được biết, đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề quy mô lớn nhất An Giang.